Để chống chọi với giá rét, những ngày qua, nhiều người đã sử dụng các biện pháp sưởi ấm, trong đó có việc đốt than củi. Tuy nhiên, cách sưởi ấm này không những ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro nguy hiểm. Ngày 22 tháng 2, theo tin từ Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai, trung tâm đang điều trị cho 4 bệnh nhân bị ngộ độc khí CO. Còn một trường hợp thì đã tử vong tại nhà ngay sau khi bị ngộ độc. Mặc dù là nguy hiểm như thế, thế nhưng vì bản thân khí CO không màu, không mùi, thế nên rất khó phát hiện. Khi hít phải khí CO sẽ nhanh chóng ngấm vào máu và cướp mất oxy trong máu, làm nạn nhân đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn, đau ngực. Hít phải lượng lớn khí CO có thể bất tỉnh và tử vong rất nhanh. Sau đây sẽ là những khuyến cáo đối với việc đốt than củi để sưởi ấm mà người dân cần đặc biệt lưu tâm. 1. Các biểu hiện ban đầu khi bị ngộ độc khí. Đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, thay đổi tri giác, co giật, hôn mê. 2. Cách xử lý nạn nhân ngộ độc khí. Cần mở rộng cửa để làm thoáng khí, mang khẩu trang ẩm và nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi nơi nguy hiểm. Hô hấp nhân tạo, đưa đến cơ sở y tế gần nhất nếu nạn nhân thở yếu hoặc ngưng thở. Nếu nạn nhân không còn tỉnh, đặt bệnh nhân nằm nghiêng ở tư thế an toàn, rồi vừa hà hơi thổi ngạt, vừa nhanh chóng chuyển đến bệnh viện. 3. Cách sưởi ấm an toàn khi buộc phải dùng than củi. Không dùng cho phòng kín, hé cửa để đảm bảo thông khí. Cần sửa trong thời gian ngắn và không để qua đêm. Không dùng khi nhà có người già và trẻ em. Không để gần những vật dễ bắt lửa. Sưởi khi mọi người còn thức. Chỉ nên sử dụng tối đa 1 tiếng và dùng các loại than sinh nhiệt an toàn.